Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, U70 vẫn miệt mài làm phim, sống chung với bệnh, đi làm phải mang thuốc. Nấu cơm mà mắt không rời khỏi điện thoại thì còn nấu nướng cái gì nữa. Khác với nhiều diễn viên cùng thế hệ, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng không sở hữu lợi thế về ngoại hình, nhưng chính sự duyên dáng mang nét rất riêng đã giúp bà ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Dù là trên sân khấu hay truyền hình, khán giả vẫn được thấy một Minh Vượng tích cực, lạc quan, đem đến nhiều tiếng cười và các cung bậc cảm xúc. Hiện tại, khi đã ở tuổi xế chiều, nữ nghệ sĩ vẫn cặm cụi đi làm phim. Sau thời gian dài vắng bóng khỏi táo quân, Minh Vượng trở lại màn ảnh trong Nàng Dâu Order với vai bà nội khó tính. Trình diễn xuất của một cây đa cây đề vẫn rất đẳng cấp. Nhiều đồng nghiệp đánh giá Minh Vượng là một nghệ sĩ rất yêu nghề. Bà yêu diễn xuất hơn bất kỳ điều gì và dù cuộc đời này có khó khăn cách mấy cũng không thể làm cho người phụ nữ ấy chùn bước. Được thấy khán giả vui, được đón nhận bằng tình cảm nồng nhiệt, chừng đó cũng đủ khiến nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng được tiếp thêm động lực. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng tham gia một số phim gần đây của Vũ trụ phim ảnh VTV như Cả một đời ân oán, Trở về giữa yêu thương. Mỗi vai mang một tính cách khác nhau, một câu chuyện và được trải qua nhiều cảm xúc, đúng như mong muốn của nữ nghệ sĩ khi làm nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ tự nhận mình là người tham công tiếc việc, đi làm không phải vì tiền mà để thấy mình sống có ích. Khác với năng lượng tích cực mà nữ nghệ sĩ mang lại cho khán giả qua những tác phẩm nghệ thuật ngoài đời, Minh Vượng lại khá vất vả khi phải chống chọi với nhiều căn bệnh như tiểu đường, xương khớp, tim mạch. Bà đã phải sống chung với riêng bệnh tiểu đường suốt hơn chục năm nay. Trong khi nhiều người khác muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thì nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng lại muốn tiếp tục cống hiến, nối dài tổ nghiệp. Mỗi tháng, bà tiêu tốn ít nhất 25-30 triệu đồng cho thuốc thang. Thế nhưng Minh Vượng không bận lòng vì tiền làm nghề vừa đủ trang trải chi phí chữa bệnh. Trong nhiều lần đi quay, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng còn mang theo cả thuốc để vừa đảm bảo sức khỏe cá nhân, vừa không ảnh hưởng tiến độ quay của cả đoàn. Thậm chí, bà còn lạc quan rằng vì tiêm, uống thuốc và sinh hoạt điều độ nên sức khỏe vẫn ổn. Nếu bắt bà ngừng làm việc thì còn ốm nặng hơn, cứ đóng phim lại thấy khỏe. Tinh thần ấy vẫn được nữ nghệ sĩ giữ trong suốt 3 năm qua để tham gia các dự án phim và giảng dạy cho lớp diễn viên kế cận. Ngoài ra, bà còn tham gia bằng biểu cảm ngôn ngữ và kỹ năng sống tại trường mầm non cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Chính sự vui tươi, phấn chấn mà nữ nghệ sĩ đem đến mỗi ngày đã trở thành động lực và truyền cảm hứng cho nhiều người. Ngoài 60 tuổi, Minh Vượng vẫn lý lắc như trẻ thơ. Nghệ sĩ hay bị bạn bè trêu vì sở thích chơi đồ hàng giống con nít. Trong căn nhà ở Hà Nội, bà xếp ngay ngắn hàng trăm thú nuôi bông, bận trăm công nghìn việc nhưng cứ rảnh rang là bà tranh thủ giặt giũ, khâu vá, chăm chút cho từng chú. Khi đi ngủ, Minh Vượng còn ôm một chú gấu to, mỗi khi chăm chút thú nhồi bông, bà thấy trong người thư thái. Minh Vượng tâm sự hài lòng với cuộc sống độc thân. Bà không kết hôn một phần vì sức khỏe yếu, một phần vì quá say nghề. Trong 6 anh chị em trong gia đình, bà là người duy nhất không có con. Trên sân khấu hay đóng những tiểu phẩm mang ý nghĩa giáo dục, hướng thiện nên ngoài đời, Minh Vượng luôn tự nhủ hãy vui vẻ với những gì đang có. Sống một mình, Minh Vượng không mấy khi thấy buồn hay cô đơn bởi lịch đi dạy, đi diễn đều kín. Những lúc rảnh rỗi, nghệ sĩ quây quần với anh chị em, con cháu, nhà đông người nên lúc nào cũng rôm rả. Vài đứa cháu lớn đã lập gia đình, đều coi bà như người mẹ thứ hai. Cầm sổ hưu 7 năm nay nhưng Minh Vượng làm việc thậm chí nhiều hơn khi còn công tác. Bà đầu quân cho nhà hát chèo Hà Nội, tham gia dự án sân khấu học đường, dàn dựng các vở như Quả táo thần, Ăn khế trả vàng. Công việc giúp bà tiếp xúc với trẻ em hàng ngày, bà cũng tích cực đi diễn từ thiện ở nhiều bệnh viện, làng trẻ em. Dù là tuổi trẻ hay tuổi xế chiều thì nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng vẫn dành những gì tốt đẹp nhất, sức lực dù là ít ỏi nhất để cống hiến cho cái nghiệp diễn xuất của mình. Dẫu cuộc đời có chút buồn tủi và đau bệnh, nhưng những gì mà nữ nghệ sĩ đã, đang và sẽ làm vẫn luôn là tấm gương cho nhiều thế hệ trẻ làm nghệ thuật sau này để nối dài những thành công cũng như không phụ công của những người đi trước.